Hi, xin chào anh em, vẫn là tôi Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ mở hộp cho anh em một sản phẩm mà rất nhiều anh em thích. Một cây mà nhìn qua các anh em biết đó là gì rồi. Cây lục bạc trong Hapline đó. Yeah, đây chính là cây Desire Eagle. Desire Eagle Dirt First 50. Gà bộ đôi của Cybergun sản xuất. Thực ra thì Cybergun mua bản quyền sản xuất và sau đó là thuê Wii gia công cho mình. Thế nên là bây giờ mình gọi nó của Cybergun cũng được mà bảo là Wii cũng đúng thôi. Đấy, cái hộp nó rất đặc trưng, kiểu phong cách của Wii vẫn là nó đơn giản, chẳng có gì cả. Đầu tiên trên cái mặt trước ta sẽ thấy cái hình cái khẩu Desire Eagle. Thôi mình cứ gọi tắt là cây DE đi cho dễ, rất là to. Rồi có biểu tượng hình con đại bàng nhìn trông hay, nói chung cái hộp này nhìn cũng khá là chất lượng đẹp. Thì ngay về hộp thì cũng đã ghi một vài thông tin, ví dụ như bắn bằng ga này, đạn 6 mm này, full metal, có blowback này, có kiểu như hút áp nó xoay đấy. FPS của nó là 1.25 zoom thì nó tương ứng với 368 fps, tương ứng với tốc độ là 112 m/s, và băng đạn có 27 viên BB. Rồi tí nữa mình sẽ test thử cho anh em xem. Bên đây cũng vậy, bên đây đó, có vài cái cảnh báo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì đó mình không rõ lắm. Đây cái Facebook của Cybergun. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng. Trước thì mình đã mở hộp cho anh em xem về một cây của Tokyo Marui rồi, và nó rất đẹp, rất đẹp. Ngoại trừ việc nó làm rất nhiều bằng nhựa, nó nhẹ thì chả chê được điểm gì. Đầu tiên chúng ta có cái mác, cái băng đạn magazine khá là to, khá là nặng, nặng to. Băng đạn này chứa 27 viên thì mình nghĩ cũng phải thôi, nhưng mà nó phải chứa được với hai bên. Nhưng mình vẫn chưa hiểu là nạp đạn vào kiểu gì, hay là cứ cái này vì sử dụng BB nó đưa tống vào thì nó không có cái nấc nấc nãy kéo xuống. Ok, tí tìm hiểu sau. Tiếp là khẩu súng. Wow, à đây chuẩn là cái BB loader gói để trong đây. Phải cái này bắt buộc phải có BB loader thì mới loát được. Đấy, các bạn thấy không, không có chỗ để mình kéo cái lò xo. Rồi ok, nói chung là phụ kiện chỉ vậy thôi, chả có gì khác rồi. Hết, bỏ qua bên để tập trung vào cây súng của chúng ta. Rồi và đây chính là cây DZ Eagle chấm 50 của chúng ta. Nó được Cybergun mua bản quyền sản xuất súng cho Airsoft, và Cybergun đã thuê Wii để làm sản phẩm này cho họ. Thì các bạn lên Google, các bạn search là DZ Eagle của Cybergun hay là của Wii thì đều ra nó, cũng chỉ là nó thôi. Cái cảm nhận đầu tiên khi các bạn cầm cây này ấy, đó là một sự khổng lồ. Nó chiều dài của nó lên tới 27,4 cm, rất là dài. Đây, gang tay của mình hơn 20 cm đây. Đấy. Còn trọng lượng của nó là 1340 gram, có nghĩa là 1 cân 3 1,34 kg, rất nặng. Nó không không phải là do nặng vì trọng lượng, là một phần bởi vì cầm những cây 792 mình cầm đấy, mình cũng quen đấy cảm giác cầm những cây súng handgun hơn 1 cân. Nhưng mà vấn đề ở đây nữa, đó chính là cái chiều dài của nó dài nên nó tạo sự mất cân đối khi các bạn cầm này. Nó sẽ tạo cái điểm 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 trúc của cái đầu xuống hơn. Súng thì được làm hoàn toàn bằng kim loại full metal, chỗ ốp này thì bằng nhựa vậy thôi. Súng nó có hai chế độ bắn sơ mi và safe. Đây là mình đã chọn chế độ safe thì cái cò không bóp được. Đấy, cò bóp. Còn khi đưa lên thì là sơ mi. Khi các bạn kéo là bên tạo cảm giác sự khủng khiếp này. Nó rất dài.
Bây giờ nó phải dài lên tới 35 hay gần, phải đến 35 cm mất. Này. Thế đây, còn từ đây đến đây nó phải rơi tầm 35 cm. Nhìn chung, các bạn thấy sự khủng khiếp chưa? Đấy. Cái cảm giác cái slide nó đập rất là mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ soi qua thiết kế một chút này. Từ đấy được nói khổng lồ mãi, nhất là cái tay này cũng phải cần người tay to cầm. Như mình thì mình vẫn cầm được bởi vì mình có một gang tay, mình có một cái tay to, với gang tay của mình cũng khá là dài. Cái phần trên slide này cũng là được khắc CNC rất là nét, đặc biệt này. Cái chữ này tuyệt vời, khắc sâu vào trong thân súng. Được khắc bằng CNC các bạn nhé, nhìn này. Các bạn thấy các chữ khắc rất sâu, rất chi tiết tỉ mỉ. Bên lại cũng vậy. Cái phần trên này, trên cái slide này thì cũng rất ok. Đây là cái số hiệu của súng. Nhìn quá chưa? Đấy, số hiệu của súng. Cái phần chọn chế độ bắn thì có cả cả hai bên luôn. Gạt và xếp thì rất dễ, nhưng mà đẩy lên bắn thì lại có vẻ hơi dắt. Trời ơi. Hơi dít. Có thể là do mới, mới để nó thế. Hạt mới đi rít. Mình đã cầm và review cho anh em cây của Tokiburui rồi. Cái cảm giác cầm cây Tokiburui nó hụt hẫng ấy. Nó có điện nó rất đẹp. Không thể phủ nhận là cái mạ chrome cực kỳ đẹp, nhưng mà cầm nó nhiều nhựa quá, nó nhẹ, nó hụt hẫng. Còn khi cầm của CyberGun thì một khối kim loại, cảm giác nó có cảm xúc vô cùng. Mình thì vẫn đang bị ốm nên là cái giọng của mình nó còn khẳm hơn là lúc chưa chưa ốm rất nhiều. Các bạn thấy cơ chế của cái slide và cái súng nó có khác hoàn toàn với những cái dòng như là Glock M1911, M92 chưa? Đó là phần nòng súng ấy. Phần là thân này. Ấy với nhau rất cố định chắc chắn như đoạn này. Còn cái slide nó trượt cái dạng này. Mình không biết là miêu tả như thế nào, nhưng mà thôi các bạn cứ nhìn hình ảnh thì các bạn sẽ hiểu. Đấy, nó khác cái cấu trúc kiểu kiểu như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ làm BB và ga để mà test cho nghe. Rồi mình đã vừa nạp BB và ga cho cây DE này. Bây giờ mình sẽ bắn trước. Ui, các bạn khủng khiếp nó ấy, âm thanh của nó rất là ghê gớm. Rồi mình sẽ đo FPS được con này. Ui rồi 372 FPS. Ui 370. Nó giật, có nghĩa là khi yêu mình kè cái đầu súng rất to so với cái chỗ đo này, và nó giật tung lên. Ui 368. Thôi rồi mình chỉ đo như vậy thôi, có nghĩa là nó sẽ rơi vào tầm 370 fps, và cái cảm giác giật rất là khủng khiếp. Để mình chỉnh lại cái máy quay đã. Đây, các bạn cảm giác giật này. Đây. Hết ga. Mình bơm một chút thì bây giờ bơm tiếp. Việc lắp ga cho việc lắp BB cho cái DE này cũng rất là khác một chút. Các bạn đưa thế này, đưa vào đây. Sau đó tỉ ấn mạnh xuống. Đấy. Cũng tiện, khá nhanh. Vậy thôi. Đấy. Tiếp. Kéo. Mình bắn nó chiều ngang các bạn nhìn nha. Âm thanh khủng khiếp chưa?
Lực bắn lên là 370 Fm. Hết. Wow. Khủng khiếp. Đúng không? Con quái vật trong thế giới handgun. Các bạn chơi Half-Life, các bạn thấy cây 13 nó mạnh thế nào thì các bạn cảm giác khi bắn một con này nó cũng như thế. Rồi, tổng kết lại thì mình đã vừa bổ hộp và chia tay nhanh cho game cây Desert Ego của Cybergun do Wii sản xuất. Thì nhìn chung đây là một cái súng mà nó khổng lồ và cái độ FPS nó rất là to. Nó lên đến 370 fps, trọng lượng của nó lên tới 1,3 cân, và cái chiều dài nó lên đến hơn 27 cm, thì đó là một cái gì đó gần như không phù hợp với đại đa số anh em chơi. Mình nghĩ là phải tay to và cao thì cầm nó mới hoành tráng, còn những bạn anh em mà cao 1,70 m thì nghĩ là cầm nó sẽ không hợp một chút nào. Quá to cho những đôi bàn tay nhỏ. Và khi bắn thì nó có độ độ giật cũng khá là cao, nhưng mà hay ở chỗ là độ đẳm ấy. Cái đầu nó chỉ đầu nó khi bắn thì nó rất là đẩy, nhưng mà sau đó thì lại đạp lại, chứ nó không phải là bị loạng choạng. Mình đã ngắm cái thử đường ngắm rồi, bắn cái giật rồi lại về, chứ không bị lệch đi quá nhiều. Về Đức Sơn thì Wii làm cũng bình thường, nó cũng không không quá bóng bẩy, không đẹp đẽ, vì đây là bản sơn màu bạc chứ không phải là bạc chrome hay là mạ niken. Cái bản mạ niken của Tokyo Marui ở Lào ấy nhìn khủng khiếp, đẹp bế hồn. Còn của Wii thì mình nghĩ đánh giá cũng về về nước sơn thì ở mức trung bình. Rồi còn nói chung là đây là một cây của anh em và sưu tầm quá là tuyệt vời luôn. Rồi vậy thôi, đó là cái gì mình muốn chia sẻ với anh em về cây Desert Eagle của Cybergun. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.